Xin chào các bạn. Hôm nay Tùng xin chia sẻ các bạn một cái ba lô mà mình đã được trải nghiệm trong những ngày qua đi chụp ở Buôn Ma Thuột. Đáng lẽ là mình sẽ làm cái video tại Buôn Ma Thuột, nhưng mà vì do mưa bão quá cho nên là mình không có làm. Hôm nay về mình sẽ cho các bạn xem trong cái ba lô của Tùng đi chụp gặp có những cái gì ha. Thường á, mà đối với những cái chuyến đi chụp xa thì Tùng hay dùng vali kéo hoặc là ba lô. Sau này thì ít có dùng cái túi đeo một bên, vì khi mà đeo túi một bên nặng á, thì nó ảnh hưởng tới cái đốt sống cổ và cột sống rất là nhiều. Cho nên ngày xưa thì Tùng hay đeo túi, nhưng mà khi mà đã phát hiện ra mình bị ảnh hưởng tới cái đốt sống cổ và cái cột sống là do mình đeo cái túi máy ảnh quá nặng và nó bị lệch một bên như thế này suốt một thời gian dài, cho nên là nó bị ảnh hưởng đến cái thần kinh và cái đốt sống cổ. Cho nên sau này Tùng hay dùng ba lô và vali kéo. Tùng có khoảng 4-5 cái ba lô khác nhau để đi chụp. Mỗi lần đi thì mình sẽ chọn một cái ba lô nào nó phù hợp với cái chuyến đi của mình, hay chọn một cái vali kéo chẳng hạn. Thì có chuyến đi thì mình sẽ đem nhiều đồ hơn, có những chuyến đi thì mình đem ít đồ hơn, tùy theo cái chuyến đi và tùy theo cái công việc mà mình sẽ chụp như thế nào thì mình sẽ đem đồ cho nó phù hợp với chuyến đi đó. Và đây là một cái chuyến đi Buôn Ma Thuột của mình trong tuần rồi, đi 3 ngày ha. 3 ngày thì mình đem tất cả những cái gì mình sẽ cần cho một cái chuyến đi như thế này đó. Thì các bạn thấy nó cũng khá là nhẹ cái đó. Cái ba lô này đối với mình nó rất là tiện cho những cái chuyến đi khoảng chừng 3 ngày mà nó đầy đủ những phụ kiện. Các bạn thấy bên ngoài của cái ba lô này rồi, ok, là một cái chân kẹp dù. Vì biết trước khi đi trời mưa cho nên là Tùng có đem theo một cái bộ kẹp. Cái này chúng ta sẽ kẹp vô cái chân máy của mình ha. Đầu này kẹp vô chân máy, đầu này thì kẹp cây dù. Các bạn đã thấy Tùng sẽ dùng cái dù như thế nào. Rồi ok, đây. Đây, bên hông bên đây là cái chỗ này chúng ta có thể để cây dù, hoặc là chỗ này thêm có một ngăn nữa để dây những cái gì linh tinh bên ngoài mà mình hay xài, dây sạc điện thoại chẳng hạn. Đó, được kẹp dù. Đây là cây dù. Cây dù chúng ta Tùng đi chụp mưa, Tùng hay đi chụp mưa thì cần có phải cái dù để che chẳng hạn. Đây là cây dù để che, ok. Đó, cái này kẹp vô đây, cái đầu này sẽ kẹp vô cái chân, nó rất là tiện lợi ha. Rồi ok. Đó, đây là cây dù. Rồi mình sẽ mở từ từ ra cho các bạn xem. Ở đây ngăn bên phải đó, ngăn này chúng ta có thể để một cái bình nước đi theo, hoặc là chai nước ở đây cũng được. Đây là một thêm cái ngăn để những cái gì hay dùng bên ngoài đó. Rồi cái tay cầm, rồi phía bên trái là cái tay cầm ngang. Rồi phía sau lưng của cái này được thiết kế khá hay, là ngoài cái chuyện là dây đeo ba lô đeo vai thì nó có phía dưới này nó còn cái dây đeo thắt lưng ngang bụng. Khi mà chúng ta xài đi đeo thì sẽ đeo ngang bụng để giữ lại cái ba lô cho nó ôm vô cái lưng của mình nó ôm bụng lại, ok. Gài vô đây rồi ha. Nếu mà các bạn không xài thì các bạn sẽ nhét cho nó vô đây, nhét vô lại cho nó gọn ha. Rồi thôi để Tùng nhắc sao. Còn cái chỗ này rất hay ra khi mà chúng ta dùng với vali kéo chẳng hạn. Vali kéo thì chúng ta sẽ nhét cái này vô chỗ cái tay cầm của vali kéo thì chúng ta đi kéo thì nó nhẹ nhàng hơn, đỡ phải đeo. Rồi ok, chỗ này Tùng gắn cái này để khi mà có cái móc này thì cần móc cái gì thì có. Rồi phía trước thì sẽ được chia làm một ngăn, hai ngăn và ba ngăn. Ngăn đầu tiên đây. Cây đèn pin rất là xịn sò, LED ha. Rồi để khi mình đi chụp ban đêm á hay gì tối á, chúng ta có thể móc cái đèn pin này vô cái chân máy để chúng ta kiểm tra thiết bị. Đó, đây là một cái kẹp bass kẹp để điện thoại. Đó, đây là cái Osmo cầm tay để đi quay linh tinh, chụp linh tinh trên đường ha. Rồi ok, dù cho để đây. Đây là cái chai thuốc chống dị ứng mũi, Tùng hay bị ứng mũi cho nên lúc nào cũng đem thuốc theo. Rồi đây là cái khăn chùm cổ, chùm đầu. Cái khăn này ống này rất là hay, chúng ta có thể dùng
để đội trên đầu khi trời nắng ha. Đi đường thì có thể che xuống che bụi mũi, trời lạnh thì có thể ấy cổ ha, rất là tiện. Cho nên lúc nào tụng đông cũng có cái khăn này. Rồi đó. Rồi đây là khẩu trang, rồi nhắc đây, rồi ngăn ngoài à, còn đây nữa, đây một cái nữa đó. Thuốc bôi ngoài da khi mà nếu mình đi chụp bị côn trùng cắn hay gì đó thì có, để sức điện không bị ngứa. Rồi ngăn thứ hai là ok các bạn, mở ngăn thứ hai ra đó. Ngăn thứ hai đây, có trên ngăn thứ hai này nó có một cái nữa, đó là cái ngăn để đồ, chúng ta có thể để những cái linh tinh gì trong đây gài lại. Rồi đây là để con tạp chí Heritage số tháng 11, trong đây có hình hát bội. Rồi ok, rồi đây là cái túi này đựng filter đó, đựng tất cả các filter đựng trong đây ha. Ok, đựng trong cái túi này, cần lấy filter lấy ra đó, đó gọn. Rồi ok, tiếp theo đây là cái tag của cái túi này là logo ha, logo cái mã nó là PP350AW235 mã. Rồi đây, để đây nó vẫn còn đây. Rồi ngăn này là đựng e-pass ha, các bạn có thể đựng e-pass ở đây, một cái e-pass mini. Đây là cái ngăn này đựng được cái máy tính 15 inch ha. Ok, Tùng đang xài cái 13 inch. Rồi 11 inch. Rồi ok. Rồi. Đó là ngăn thứ hai. Rồi ok, kéo lại. Bên ngoài này chúng ta có thể gắn, chỗ này chúng ta có thể, chỗ này là gắn cái chân máy cặp xuôi theo cái này. Đó, gắn cái chân máy vô đây. Cái này gà lại hoặc là gắn ngang thì cũng được, gắn xuôi cũng được ha. Nó có cái đế phía dưới đây gắn vô đây, gắn cái chân máy sỏ vô đây gài cái này lại. Ok, rồi. Rồi bắt đầu cái quan trọng nhất là cái bên trong, bên trong của cái ba lô nó sẽ chứa những cái thiết bị máy ảnh và những cái cho chúng ta đi chụp những cái gì cần thiết, máy lens chẳng hạn. Ok, chúng ta khám phá bên trong ha. Rồi bên trong của cái ba lô này, rồi cái ngăn đây là hai cái ngăn để thẻ ha, mình có thể để thẻ ở đây nhưng mà Tùng không có để thẻ ở đây. Tùng có hai cái bóp để đựng thẻ đây, hai cái này đựng thẻ. Rồi mỗi cái một cái bóp này là đựng được 9 cái thẻ ha, mỗi cái là 9 cái thẻ 64GB, 9 cái thẻ 64GB. Đây hai cái là 18 cái thẻ 64GB. Rồi ok, để đây. Rồi ok, đi chụp khoảng 2-3 ngày thì đem như thẻ là đủ, nhiều khi không cần phải đem máy tính ha. Chụp xong về copy. Đây là cái remote của Sony, cái này mới ra rất là hay, vừa chụp hình được vừa quay phim được. Ok, để đây luôn. Đây là một cái đèn pin mini, cái đèn pin này có thể của LED, cái đèn pin này chúng ta có thể móc vô chìa khóa, móc bên hông ba lô, nó có đồ móc này, khi mà chúng ta cần chúng ta có thể bấm rất là sáng ha, để kiểm tra đi đường khi mà các bạn đi chụp ban đêm hay là sáng sớm thì đều có. Để đây ok. Rồi đây là một cái filter, cái filter là Tùng hay dùng cho nên hay để đây. Cái filter này của Nissin ND đó, nó từ 5 khẩu đến 10 khẩu đó. Ok, của nó đây. Rồi rồi đây là cái mắt kính mắt kính này để dành nhìn xa, chạy xe ban đêm nhìn xa. Rồi đây là cái bóp pin, đựng pin đó, để đây luôn. Rồi những cái linh tinh, rồi lấy linh tinh trước. Rồi tiếp theo là một cái máy ảnh đây. Đây sẽ gắn cho bạn coi cái tổng thể của cái chi tiết tổng thể cái này. Ok, mình sẽ để gần lại cho các bạn coi tổng thể cái chi tiết của cái ba lô bên trong ha, gồm có những gì chẳng hạn. Rồi ok. Rồi ha, tổng thể bên trong của cái ba lô này gồm có, thứ nhất là một cái body A7 Mark 3, một cái body AR Mark 4, một cái lens 90 macro, một cái lens 16-35 2.8 G Master, một cái lens 100-400, một cái Mavic Pro 2, một cái remote, dưới đây là bốn cái viên pin đó, cho các bạn thấy rất là đầy đủ trong một cái chuyến đi mà từ tiêu cự 16
đến 400 đủ hết, và có một cái con Mavic Pro 2 và bốn cái cực pin đi theo cái remote ha. Rồi trước tiên mình sẽ lấy ra remote. Rồi cái con Mavic Pro 2 để đây. Rồi cái lens 16-35-28 G Master để đây. Rồi cái lens 90 macro để đây. Cái Sony Alpha 7 R Mark 4 à, cái này chụp rất là đã luôn, file rất là sướng. À, nhìn pha thôi là cũng đủ mê rồi. Đó, để đây. Rồi cái đây là cái 100-400 G Master, rồi cho để đây. Rồi cuối cùng là một cái body A7 III và cái lens 24-105. À, cái lens này Tùng rất thích, Tùng hay dùng cái lens này gắn trên máy, một cái lens này đi chụp đủ thứ hết, đời thường, phong cảnh hay là linh tinh gì đó, là cái lens này rất là tốt luôn, rất là hài lòng với cái lens 24 này. Đó, phía dưới ở đây là cái back pin đựng 4 cục pin, đó, 4 cục pin Mavic Pro. Đó, rồi ok. Đó là bên trong cái ba lô này. Rồi Tùng để cần lại cho các bạn xem. Đây là một trong những cái mà cái set mà mình đi chụp 3 ngày ở Buôn Ma Thuột vừa rồi. Đó, ok, các bạn sẽ thấy. Rồi, một cái ba lô ha. Trong cái ba lô bên ngoài. Rồi, bên trong. Rồi, tất cả những cái đồ mà mình đi chụp trong chuyến đi vừa rồi. Ok. À, thật ra là cái máy tính thì cũng không cần thiết nếu đi 3 ngày, tại vì phải cần có làm việc cho nên phải đem máy tính, nếu mà không cần làm việc gì thì không cần. Đó, đó là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Ok. Xin chào tạm biệt ha. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui và có những cái thiết bị ưng ý.